Văn Phi Thông xin gửi đến các cô chú, các anh chị và các bạn lời chào thân thương. Cả nhà thân mến, hôm nay Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp chúng ta cùng nhau thực hiện làm món nấm kim châm cuộn rong biển chiên giòn. Và thành phần gồm có nấm kim châm. Ngày hôm nay thì Thông sẽ sử dụng 2 bịch nấm kim châm, bột chiên giòn Hàn Quốc và đây là rong biển. Rong biển cứ một cái miếng như vậy đấy, thì cả nhà cắt cho Thông thành 4 sợi như thế này nhé. Và bây giờ Thông sẽ chia sẻ với cả nhà cái cách pha bột để một chút xíu nữa mình cho nấm kim châm vào trong bột mình chiên. Ở đây Thông cần 100g bột chiên giòn và 200ml nước. 200ml nước này Thông sẽ cho vào từ từ, Thông sẽ quậy vào trong bột. Khi nào mình thấy bột của mình đủ cái độ đặc rồi thì mình sẽ không cho vào nữa nhé. Trong cái bột chiên giòn này thì họ đã nêm nếm gia vị rồi, nhưng mà Thông muốn cho nó đậm đà hơn, vì vậy Thông sẽ cho một chút xíu bột nêm chay vào trong này. Nửa muỗng cà phê bột nêm chay. Rồi sau đấy thì Thông sẽ cho nước vào từ từ, Thông trộn đều hỗn hợp bột chiên giòn này lên. Rồi bây giờ Thông sẽ để cái chén bột pha qua một bên. Sau đấy thì mình sẽ đi sơ chế nấm, cắt nấm và chúng ta cuộn nấm. Nấm kim châm á, thì có những quý vị mang về chúng ta sử dụng luôn, nhưng mà riêng Thông để cho bảo đảm thì mình sẽ cắt nấm kim châm ra và mình sẽ rửa sơ qua nước, lấy giấy lau khô, rồi sau đấy mình mới tiến hành cuộn với rong biển. Bột mình đã pha xong rồi, một chút xíu nữa coi cái độ đặc hay là lỏng như thế nào thì mình sẽ tính tiếp nha. Rồi, bây giờ thì Thông sẽ đem rửa sơ 2 gói nấm kim châm này. Chúng ta chỉ cần dội nước ra là xong. Rồi bây giờ chúng ta cầm khăn giấy để thấm cho nó bớt nước đi. Mình sẽ bỏ cái cuống đi nha cả nhà. Sau đấy thì mình sẽ cắt nấm. Cả nhà ơi, theo cảm nhận của Thông đó, thì bột nó hơi bị lỏng rồi. Bây giờ thì Thông sẽ cho một chút xíu bột chiên giòn vào trong này nữa nhé. Chỗ này là 20g bột chiên giòn. Thông sẽ cho vào từ từ. Bởi vậy hồi nãy Thông có chia sẻ với cả nhà đó là chúng ta khi mà quậy cho nước vào đó là chúng ta phải cho từ từ là như vậy đó cả nhà. Đó, mình sẽ châm thêm một chút xíu vào, nếu mà cái độ đặc đủ rồi thì mình sẽ không cho bột vào nữa. Vậy là trong cái tô này đó là Thông đã cho 120g bột chiên giòn và 150g nước, hay là 150ml nước. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thấy rằng bột của chúng ta đấy, khi mà trộn lên nó có chảy thành dòng như vậy ấy, là ok rồi nhé. Đầu tiên thì cả nhà lấy một lá rong biển cuộn sushi đấy, rồi chúng ta sẽ quết bột vào. Và tiếp theo thì mình sẽ lấy nấm kim châm, mình cuộn nó lại. Như thế này đấy cả nhà. Cứ như thế thì chúng ta làm hết cái chỗ nấm kim châm này nhé.
Cả nhà ơi, nấm kim châm Thông đã cuốn rong biển xong rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đem nấm kim châm qua nhúng bột và chiên nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đặt chảo dầu lên trên bếp. Thông xin phép được chia sẻ với cả nhà là Thông học được của anh Thanh và chị Huyền ở bên Florida. Mình lấy cái giấy mỏng mỏng mà để mà người ta gói những cái ly chén để cho không có bị vỡ đó. Mình đặt lên trên bếp điện từ như thế này thì khi mình chiên dầu nó răng ra ngoài, nó chỉ dính lên trên những cái miếng giấy này thôi, chứ nó không có dính lên trên bếp. Vì vậy là cái công đoạn mình làm vệ sinh đó, nó không có mất thời gian. Thông xin chân thành cảm ơn anh Thanh và chị Huyền Florida đã cho Thông những cái ý tưởng hay nha. Rồi chúng ta sẽ nhúng những cái cây nấm kim châm vào trong bột chiên giòn như thế này. Và cả nhà nhớ là chúng ta nhớ dốc nó xuống cho bột nó ra bớt đi nha. Chứ không bột nhiều quá thì nó lại cứng ngắc cứng ngơ, nó giòn quá đấy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cho vào trong chảo chiên cho nó chảy bớt bột ra. Rồi, cả nhà nhớ tẻ cho nó xòe xòe ra. Nếu mà bột đặc quá thì chúng ta lại cho một chút xíu nước nữa vào nha cả nhà. Cứ như thế chúng ta sẽ làm hết cái chỗ nấm này. Thông sẽ chiên thử cái đầu tiên và mình cũng sẽ ăn thử xem là cái độ bột nó có bị đặc hay không. Nếu mà đặc thì mình lại cho thêm nước vào, mình pha cho nó hơi lỏng lỏng ra, nhưng mà cho vừa nước thôi, chứ không bột nó lại lỏng quá, lại phải cho thêm bột nữa nha. Tẻ tẻ nó ra. Theo Thông thấy rằng là mình phải nên cho một chút xíu nước nữa vào đấy. Thông sẽ châm vào thêm một chút xíu nước nữa nè. Rồi mình sẽ quậy cho bột nó lỏng ra. Cứ như vậy là chúng ta chiên hết cái chỗ nấm kim châm này. Cả nhà chuẩn bị một cái miếng giấy để lót cho nó thấm dầu nhé. Bây giờ thì bột nó đỡ hơn, nó lỏng hơn đây. Nhưng mà nó không có lỏng như là cái lúc ban đầu. Trên miếng giấy cho nó thấm dầu. Nấm kim châm chiên giòn này sau khi mình chiên xong mình ăn thì nó rất là ngon, nó rất là giòn. Còn nếu mà chúng ta để lâu đó thì nó bị mềm, thì cả nhà không cần phải lo lắng gì hết. Khi nào mà ăn, chúng ta sẽ cho vào trong nồi chiên không dầu 160 phút hoặc là 170 phút. Chúng ta cho nó nướng lại khoảng cỡ từ 3 đến 5 phút là nó lại giòn lại nhé. Rồi, Thông xin phép cả nhà nếm thử một cái xem có độ giòn của nó như thế nào nhé. Ngon lắm cả nhà. Bột giòn vừa, không có bị cứng. Ngon lắm, cái này mà mình chấm với sốt chua ngọt thì thôi tuyệt vời luôn. Tan tan, nấm kim châm cuộn rong biển chiên giòn Thông đã làm xong rồi đây cả nhà ơi. Và ở giữa này đó là sốt xí mùi và đây là tương ớt ngọt rất là ngon. Rồi bây giờ thì cho Thông xin phép cả nhà, Thông lấy thử một miếng để Thông ăn thử xem là nó ngon như thế nào nha. Tuyệt vời lắm luôn á, rất là giòn. Rồi Thông sẽ chấm một chút xíu sốt nè. Trời ơi, ta nói chấm đến cái giai đoạn này đó mà ta nói nước miếng nó vàng dũa ra vậy đó hả. Rồi, xin phép cả nhà cho Thông nếm thử một miếng nha. Giòn tan, ngon lắm. Rất là ngon cả nhà ơi. Ngon quá trời luôn. Y quên, Thông vừa mới làm xong kim chi bắp cải cũng rất là ngon, ăn chung với cả nấm kim châm cuộn rong biển chiên giòn thì tuyệt vời luôn. Rồi, Thông xin chia sẻ cái này ở cái video tiếp theo nha. Thông vừa mới làm xong nó thơm ơi là thơm. Đây là những cái cây hẹ nhà Thông trồng đó.
Hùng sẽ gắp thử một miếng Hùng ăn cho cả nhà xem là nó giòn ngon như thế nào nè. Rồi, vừa mới làm xong sáng nay, đơn giản lắm luôn á, mà ăn được liền luôn á. Đây, cả nhà ơi, tham chưa một miếng to đùng. Thơm lắm. Nó chưa có ngấm lắm. Cái này mình phải để qua một ngày thì nó ngấm cái độ mặn ngọt rất là ngon nha cả nhà nhé. Cả nhà thân mến, vừa rồi thì cả nhà đã theo dõi cách Thông làm nấm kim châm cuốn rong biển chiên giòn như thế nào rồi phải không ạ? Cả nhà yêu mến kênh YouTube của Thông thì cho Thông xin một like, đăng ký, chia sẻ và cùng đồng hành với Thông trong những video tiếp theo. Cả nhà nhớ bấm chuông để được những video mới nhất của Thông trên YouTube. Thông xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thông xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!